Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt lớp 5 tập 1 của cuốn sách Kết nối. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài số 9, bài đọc trước cổng trời. Phần đầu tiên sẽ là phần đọc. Để làm được các bài tập ở trong phần đọc này thì các em sẽ mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 1 của cuốn sách Kết nối, trang 46, 47. Sau đó các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc trước cổng trời và chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi làm các bài tập ở trong phần đọc hiểu. Bài đọc trước cổng trời. Giữa hai bên vách đá mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, con thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, dáng chiều như hơi khói, những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhạc ngựa rung suốt triền rừng hoang dã. Người tày từ khắp ngả đi gặt lúa trồng sau, những người sấy người giao đi tìm măng hái nấm, vạt áo tràm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều, và gió thổi ruối reo ấm giữa rừng sương giá. Bài thơ của tác giả Nguyễn Đình Ánh. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài thơ trước cổng trời thì các em sẽ dựa vào nội dung của bài thơ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa các bài tập ở trong phần đọc hiểu. Bài số 1, đánh dấu tích vào những sự vật tạo nên khung cảnh cổng trời. Ở đây thì cô sẽ có 5 sự vật. Đầu tiên là núi đá, thứ hai là cổng trời, sự vật thứ ba là mây, thứ tư là gió và cuối cùng là mặt trời. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ đọc đoạn thơ số 1. Giữa hai bên vách đá mở ra một khoảng trời. Như vậy thì sự vật đầu tiên tạo nên khung cảnh cổng trời là vách đá. Có gió thoảng mây trôi. Vậy thì sự vật tiếp theo tạo nên khung cảnh cổng trời đó là gió và mây. Gió và mây. Giữa hai bên vách đá mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 sự vật tạo nên khung cảnh cổng trời đó là vách đá này, mây và gió. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy tìm và viết lại các khổ thơ tương ứng với mỗi nội dung sau. Ở cột bên trái thì cô sẽ có các khổ thơ. Ở cột bên phải thì cô sẽ có nội dung của từng khổ thơ. Nội dung đầu tiên, vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên trước cổng trời. Nội dung số 2, hình ảnh cổng trời hiện ra giữa hai bên vách đá. Nội dung số 3, hình ảnh con người lao động hòa cùng thiên nhiên trước cổng trời. Vậy thì nội dung đầu tiên là vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên trước cổng trời. Vậy thì vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên trước cổng trời sẽ là khổ thơ số 2 và khổ thơ số 3 và khổ thơ số 4. Nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, con thác reo ngân nga, đàn dê soi đáy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, dáng chiều như hơi khói, những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhạc ngựa rung suốt triền rừng hoang dã. Thì ba khổ thơ này sẽ nói về vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên trước cổng trời. Vậy ở đây chúng ta sẽ có khổ thơ số 2, khổ thơ số 3 và khổ thơ số 4 sẽ nói về vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên trước cổng trời. Tiếp theo nội dung số 2, hình ảnh cổng trời hiện ra giữa hai bên vách đá. Thì nội dung này chắc chắn sẽ nằm ở khổ thơ số 1. Giữa hai bên vách đá mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất. Vậy khổ thơ số 1 chính là nội dung hình ảnh cổng trời hiện ra giữa hai bên vách đá. Nội dung số 3, hình ảnh con người lao động hòa cùng với thiên nhiên trước cổng trời sẽ nằm ở hai khổ thơ cuối là khổ thơ 5 và khổ thơ 6. Người tày từ khắp ngả đi gặt lúa trồng sau, những người sấy người giao đi tìm măng hái nấm, vạt áo tràm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều, và gió thổi suối reo ấm giữa rừng sương giá. Như vậy nội dung ở khổ thơ số 5 và số 6 sẽ là hình ảnh con người lao động hòa cùng thiên nhiên trước cổng trời. Vậy thì ở nội dung số 1, vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên trước cổng trời là khổ thơ số 2, số 3 và số 4. Nội dung số 2, hình ảnh cổng trời hiện ra giữa hai bên vách đá là khổ thơ số 1. Nội dung số 3, hình ảnh con người lao động hòa cùng thiên nhiên trước cổng trời sẽ là nội dung số 5 ở khổ thơ số 5 và số 6. Bài 3, điền đúng hoặc sai trước mỗi ý sao cho phù hợp với nội dung của bài đọc. Ở đây cô sẽ có 4 ý. Ý đầu tiên, dáng chiều như làn hơi sương mờ ảo. Ý số 2, màu mật là màu lúa chín trên nương. Ý số 3, đàn dê đang soi bóng dưới đáy suối.
Ý số 4, âm thanh nổi lên trong khung cảnh thiên nhiên là tiếng người nói. Để làm được bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát khổ thơ số 2, khổ thơ số 3 và khổ thơ số 4 trong bài đọc để tìm câu trả lời. Ý đầu tiên, dáng chiều như làn hơi sương mờ ảo. Chúng ta sẽ quan sát khổ thơ số 3. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, dáng chiều như hơi khói. Vậy ở đây, trong nội dung của bài thơ là dáng chiều như hơi khói. Còn theo như nội dung ở trong bài tập thì là dáng chiều như làn sương mờ ảo. Thì nội dung này nó sẽ không đúng với nội dung của bài đọc. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền là sai với nội dung của bài đọc. Câu 2, màu mận là màu lúa chín trên nương. Chúng ta sẽ đọc đoạn thơ số 4. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung. Như vậy thì màu mật là màu lúa chín trên nương, là nội dung đúng với nội dung của bài đọc. Đàn dê đang soi bóng dưới đáy suối. Chúng ta tiếp tục đọc khổ thơ số 2. Nhìn ra xa ngút ngàn, bao sắc màu cỏ hoa, con thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối. Vậy thì đàn dê soi bóng dưới đáy suối là nội dung đúng với nội dung của bài đọc. Câu cuối cùng, âm thanh nổi lên trong khung cảnh thiên nhiên là tiếng người nói. Chúng ta sẽ đọc đoạn thơ số 4. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung và tiếng nhạc ngựa rung suốt triền rừng hoang dã. Vậy thì âm thanh nổi lên trong khung cảnh thiên nhiên ở đây là tiếng nhạc ngựa rung, chứ không phải là tiếng người nói. Như vậy thì ý số 4 này sẽ không đúng với nội dung của bài đọc. Chúng ta sẽ điền sai. Như vậy thì ở trong bài 3 sẽ có hai ý phù hợp với nội dung của bài đọc, đó là ý số 2 và ý số 3. Màu mật là màu lúa chín trên nương, và ý đàn dê đang soi bóng dưới đáy sông là hai ý phù hợp với nội dung của bài đọc. Bài 4, em có cảm nhận gì về hình ảnh con người trước khung cảnh thiên nhiên? Vậy thì sau khi chúng ta phân tích bài trước cổng trời thì các em sẽ có cảm nhận như thế nào về hình ảnh con người trước khung cảnh thiên nhiên? Các em thấy là ở trong câu khổ thơ 5 và khổ thơ 6, người tày từ khắp ngả đi gặt lúa và trồng rau, người giấy và người dao thì đi tìm măng và hái nấm, vạt áo tràm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều, và gió thổi suối reo ấm giữa rừng sương giá. Vậy thì trước khung cảnh thiên nhiên, con người rất là nhỏ bé, họ rất là chăm chỉ, miệt mài và hăng say lao động, sống hòa hợp với thiên nhiên hùng vĩ. Với câu hỏi số 4 này, cô sẽ có câu trả lời gợi ý như sau. Đó là hình ảnh con người trước khung cảnh thiên nhiên, đó là trước thiên nhiên thì con người rất là nhỏ bé, họ rất là chăm chỉ và miệt mài, họ hăng say lao động, họ sống hòa hợp với thiên nhiên hùng vĩ. Thì đây là câu trả lời cho câu hỏi số 4. Như vậy ở trong phần đọc hiểu này thì cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 4 câu hỏi ở phần đọc hiểu rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện từ và câu. Bài 1, điền cặp từ đồng nghĩa để hoàn thành các câu thành ngữ tục ngữ sau. Câu đầu tiên, chúng ta sẽ có câu ở hiền, gặp lành. Vậy thì chúng ta sẽ có cặp từ đồng nghĩa là hiền và lành. Ở câu A thì chúng ta sẽ có cặp từ đồng nghĩa là hiền và lành. Ở hiền, gặp lành. Câu B, mưa to, gió lớn. Vậy ở câu B chúng ta sẽ có cặp từ đồng nghĩa là to và lớn. Như vậy là ở bài 1 chúng ta đã tìm được hai cặp từ đồng nghĩa, là cặp từ đồng nghĩa số 1 là hiền và lành, cặp từ đồng nghĩa số 2 là to và lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy tìm 3 từ đồng nghĩa phù hợp với sự vật trong hai bức tranh sau. Sự vật đầu tiên là hình ảnh con hổ, chúng ta sẽ tìm 3 từ đồng nghĩa. Hổ thì chúng ta sẽ có cách gọi khác là cọp hoặc là hùm. Vậy thì cô sẽ có 3 từ đồng nghĩa để nói về con hổ, đó là hổ này, cọp, hùm. Tiếp theo, ý B, hình ảnh ở đây là một bạn nhỏ rất là béo. Chúng ta sẽ có các từ đồng nghĩa với từ béo như là từ mập hoặc là mũm mĩm. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 từ đồng nghĩa nói về bức tranh số 2, đó là béo, mập, mũm mĩm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Gạch dưới từ ngữ sử dụng chưa phù hợp và thay thế bằng từ phù hợp. Câu A, chị Lan biếu em một chiếc cặp tóc rất xinh xắn. Vậy ở đây chúng ta thấy trong câu này chúng ta sẽ thấy từ ngữ nào không phù hợp. Chị Lan biếu em một chiếc cặp tóc rất xinh xắn. Thường thì từ biếu này, trong câu này thì chúng ta không nên sử dụng từ biếu. Các em có thể sử dụng từ tặng, ví dụ như là chị Lan tặng em một chiếc cặp tóc rất là xinh xắn. Tiếp tục câu B, chúng em đang tập hát một bài hát ca ngợi Giang Sơn. Vậy ở đây thì chúng ta có thể sử dụng từ Giang Sơn bằng một từ khác phù hợp hơn, đó là từ tổ quốc. Tức là
Từ biếu này thì sẽ đồng nghĩa với từ tặng, từ giang sơn thì sẽ đồng nghĩa với từ tổ quốc. Tuy nhiên tùy theo trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng những từ ngữ sao cho nó phù hợp với ngữ cảnh của câu văn. Như vậy, ở câu A thì chúng ta sẽ thay từ biếu. Chúng ta sẽ gạch chân dưới từ biếu và chúng ta sẽ sửa từ biếu. Chúng ta sẽ thay từ biếu bằng từ khác, từ tặng. Ở câu B chúng ta sẽ gạch chân dưới từ giang sơn và chúng ta sẽ thay thế bằng từ tổ quốc. Các em lưu ý là chúng ta sử dụng từ biếu hay là từ giang sơn trong bài này thì đều không sai. Tuy nhiên nó chưa phù hợp trong ngữ cảnh thì chúng ta có thể thay thế bằng từ tặng và từ tổ quốc thì câu văn sẽ trở nên hay hơn và nó sẽ phù hợp với ngữ cảnh của câu văn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4. Chọn từ ngữ phù hợp thay thế cho mỗi bông hoa để được đoạn văn hoàn chỉnh. Trong khung thì cô sẽ có các từ ngữ như là từ ngoạm, từ đớp, từ sơi, từ chén và từ ăn. Và cô sẽ có đoạn văn như sau. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ thay thế 3 bông hoa bằng những từ ngữ ở trong khung sao cho phù hợp. Cùng chỉ một hoạt động nhưng mỗi từ lại dùng trong một trường hợp. Từ chấm 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 có nghĩa là tự cho vào cơ thể thức nuôi sống mình. Nhưng khi dùng trang trọng trong lời mời chào thì ta lại nên dùng từ chấm chấm chấm. Với từ chấm 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 lại cần cân nhắc sử dụng vì nó có nghĩa là há miệng ngoạm nhanh. Dùng từ này cho người sẽ không lịch sự. Đoạn văn được trích trong bài Sự phong phú của tiếng Việt Hồng Mai. Như vậy, ở bông hoa thứ nhất, từ có nghĩa là tự cho vào cơ thể thức nuôi sống mình. Vậy thì từ ăn ở đây sẽ có nghĩa là tự cho vào cơ thể thức ăn để nuôi sống chính mình. Vậy thì ở bông hoa màu đỏ thì chúng ta sẽ điền từ ăn. Tiếp theo, nhưng khi dùng trang trọng trong lời mời chào thì người ta lại nên dùng từ sơi. Vậy thì ở bông hoa màu xanh thì chúng ta sẽ điền từ sơi. Tiếp theo, ở bông hoa màu vàng thì chúng ta sẽ điền từ đớp. Với từ đớp lại cần cân nhắc sử dụng vì nó có nghĩa là há miệng ngoạm nhanh. Dùng từ này cho người sẽ không lịch sự. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền từ ăn, từ sơi và từ đớp. Từ ăn thì sẽ có nghĩa là tự cho thức ăn vào để nuôi sống cơ thể của mình. Tiếp theo là từ sơi. Từ sơi thì có nghĩa là dùng trang trọng hơn và dùng trong lời mời chào. Còn từ đớp, từ đớp ở đây thì là có nghĩa là há miệng ngoạm nhanh và nếu như dùng từ này cho người thì sẽ không lịch sự. Như vậy chúng ta sẽ điền 3 từ phù hợp như sau. Đầu tiên, ở bông hoa màu đỏ thì chúng ta sẽ dùng từ ăn. Thứ hai là ở bông hoa màu xanh chúng ta sẽ dùng từ sơi. Ở bông hoa màu vàng thì chúng ta sẽ dùng từ đớp. Chúng ta sẽ điền từ ăn vào bông hoa màu đỏ. Chúng ta sẽ điền từ sơi vào bông hoa màu xanh. Và chúng ta sẽ điền từ đớp vào bông hoa màu vàng. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 4 câu hỏi ở trong phần luyện từ và câu rồi. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần viết. Bài 1, bài văn dưới đây tả gì? Cô có bài văn Thành phố trong mây. Các em sẽ lắng nghe cô đọc bài văn này. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Khi nhắc đến những cảnh đẹp của Việt Nam, ta không thể không nhắc tới Sapa. Tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây một khung cảnh tuyệt đẹp. Khí hậu Sapa quanh năm mát mẻ và vô cùng dễ chịu. Cảnh đẹp thì làm say đắm lòng người. Ngay từ con đường ngoằn nghèo dẫn đến Sapa, đã có thể nhìn thấy những ngọn núi sừng sững hiện ra trước mắt. Bao phủ trên đó là những cánh rừng xanh bạt ngàn, trải dài tít tắp đến vô tận. Xa xa, mây trắng bồng bềnh trắng xóa trên núi cao. Càng đi vào sâu, cảm tưởng như mây càng xả xuống thấp, có thể với tay chạm được. Mùa này, những vườn hoa tam giác mạch đang nở rộ sắc tím mơ màng. Những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng rộ như rót mật óng ánh lên trong nắng. Không khí và cảnh đẹp nơi đây khiến ai đến một lần cũng lưu luyến, ấn tượng mãi không quên. Sapa như một bức tranh đẹp do thiên nhiên và con người kết hợp tạo nên. Ai có cơ hội cũng nên thử một lần đến đây để cảm nhận được vẻ đẹp của Sapa, nơi gặp gỡ của đất trời. Bài đọc mà bài văn của tác giả Hồng Thư. A. Phong cảnh Lào Cai. B. Phong cảnh Sapa. C. Cảnh những ngọn núi. D. Cảnh vườn hoa. Vậy thì khi mà các em lắng nghe cô đọc bài viết này, chúng ta biết ngay là bài văn đang miêu tả phong cảnh của Sapa. Vậy thì đáp án đúng ở đây là đáp án B. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án B. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Hãy nêu nội dung chính của lần lượt từng phần trong bài văn ở bài 1. Đầu tiên, làm một cấu trúc ở đây sẽ là một bài văn. Bài văn, vậy thì cấu trúc của một bài văn sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên là phần mở bài. Khi nhắc đến những cảnh đẹp của Việt Nam, ta không thể không nhắc tới Sapa. Tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây một khung cảnh tuyệt đẹp. Vậy thì phần mở bài này là sẽ giới thiệu về Sapa.
Như vậy, đoạn đầu tiên sẽ là giới thiệu về Sapa. Tiếp theo phần thân bài. Phần thân bài đây sẽ có hai đoạn. Hai đoạn này chính là hai đoạn của phần thân bài. Ở trong phần thân bài thì bắt đầu đi tả những phong cảnh đặc sắc của Sapa. Đầu tiên là tác giả bắt đầu nói về khí hậu của Sapa. Khí hậu của Sapa thì quanh năm mát mẻ và vô cùng dễ chịu. Cảnh sau đó tác giả sẽ nói đến cảnh đẹp của Sapa. Cảnh đẹp của Sapa thì say đắm lòng người, từ con đường này, sau đó đến những cánh rừng này, những đám mây trắng bồng bềnh, những bông hoa tam giác mạch này, những thửa ruộng bậc thang. Vậy thì trong phần thân bài là tác giả đang đi miêu tả những cái phong cảnh đặc sắc về khí hậu, về cảnh đẹp của Sapa. Và phần cuối cùng là phần viết bài. Sapa như một bức tranh đẹp do thiên nhiên và con người kết hợp tạo nên, ai có cơ hội cũng nên thử một lần đến đây để cảm nhận được vẻ đẹp của Sapa, nơi gặp gỡ của đất trời. Thì đây chính là phần kết bài. Phần kết bài là chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ của tác giả về Sapa. Như vậy, nội dung chính của từng phần trong bài Sapa như sau. Đầu tiên là phần mở bài là đi giới thiệu về Sapa. Thứ hai là phần thân bài, chúng ta đi tả những phong cảnh đặc sắc của Sapa. Thứ ba là kết bài là nêu cảm nghĩ của tác giả về Sapa. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 2. Vậy thì sau khi các em lắng nghe cô phân tích bài văn Thành phố trong mây thì chúng ta rút ra được bài học, đó là khi mà chúng ta viết một bài văn tả phong cảnh thì sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là phần mở bài, chúng ta sẽ đi giới thiệu khái quát về phong cảnh mà chúng ta muốn tả. Phần thứ hai là phần thân bài, chúng ta sẽ tả lần lượt từng phần hoặc là từng vẻ đẹp của phong cảnh đó. Và phần thứ ba sẽ là phần kết bài, chúng ta sẽ đi nêu nhận xét hoặc là cảm nghĩ về phong cảnh mà chúng ta vừa tả. Thì đấy là cấu trúc của một bài văn tả phong cảnh. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được phần đọc, phần luyện từ và câu và phần viết ở trong bài 9, bài trước cổng trời rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài số 10. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.